Chào Kem, bài hôm nay thầy sẽ hướng dẫn Kem ôn tập lại thông qua việc chúng ta làm bài tập 2 và 2A. Nội dung ôn tập bao gồm hàm chuỗi, hàm logic và hàm dò tìm. Thông qua buổi hướng dẫn, mong rằng Kem sẽ nhớ lại các hàm về chuỗi và hàm logic, áp dụng hàm lookup trong một số tình huống thường gặp. Bài tập 2A cho chúng ta bằng dữ liệu như vậy, bao gồm có mã số bệnh nhân, giới tính và độ tuổi, ngày nhập viện, ngày ra viện với yêu cầu điền các cột là tình trạng bảo hiểm, số ngày nằm viện, đơn giá ngày và tổng viện phí. Đầu tiên, Kem điền cột bảo hiểm, tức là Kem điền vào những ô có dấu chấm hỏi màu đỏ. Theo quy ước, nếu hai ký tự đứng trước mã số bệnh nhân là BH thì ghi là có bảo hiểm. Nếu hai ký tự đứng trước mã số bệnh nhân là KH thì ghi là không bảo hiểm. Kem hình dung như thế này. Tại vị trí các ô ở cột bảo hiểm, tức là các cái ô mà có dấu chấm hỏi màu đỏ, cần điền hai trạng thái hay là hai giá trị là có bảo hiểm hoặc là không bảo hiểm. Thì để biết điền như thế nào thì nó phải đối chiếu hay còn gọi là tham chiếu theo dòng tương ứng tới cái ô mà có mã số bệnh nhân. Ví dụ bệnh nhân thứ nhất nó tham chiếu qua gặp chữ BH nên nó điền là có bảo hiểm. Bệnh nhân thứ hai cũng vậy, nó tham chiếu qua gặp chữ BH cho nên nó điền vào là có bảo hiểm. Sang đến bệnh nhân thứ 3, nó tham chiếu qua không gặp chữ BH mà gặp chữ KH, nó điền vào cột là không bảo hiểm. Vậy Kem suy nghĩ trong tình huống này chúng ta sẽ dùng hàm nào? Hàm if. Kem nhớ lại cấu trúc của hàm if gồm 3 thông số. Thông số thứ nhất, logical test. Nó là bất cứ giá trị hoặc là một biểu thức có ở hai dạng đúng hoặc là sai. Và trong trường hợp đúng, nó trả về thông số thứ hai, tức là giá trị trả về nếu đúng. Và trong trường hợp sai, nó trả về thông số thứ ba. Và để điền được ô bảo hiểm thì chúng ta gặp tình huống là cái mã số bệnh nhân nó gồm có ít nhất là 6 ký tự, và trong 6 ký tự đó chúng ta cần phải chỉ cho máy biết hai ký tự đầu là BH hay là KH. Kem dùng thêm cái hàm chuỗi trong cái biểu thức logical test này. Thì hàm let gồm có hai thông số. Thông số thứ nhất là cái chuỗi thông số thứ hai,
tính từ trái qua phải, cái chuỗi đó được lấy ra bao nhiêu ký tự? Các em xem ví dụ. Ví dụ thứ nhất, thầy minh họa về hàm ít. Thầy cho hai giá trị số 2 và số 3. Bây giờ thầy dùng hàm ít. Nếu 2 tương ứng với B1 nhỏ hơn 3, nhỏ hơn 3 là C1. Thì cái này chính là logical test. Thì nó có hai trạng thái, đúng hoặc là sai. Nếu đúng á thì thầy ghi là tùy kem, em ghi thế nào cũng được. Cái này do chúng ta ký ước. Ghi là bình thường phải không? Và các em nhớ chữ bình thường là kiểu chuối, cho nên thầy để trong ngoặc hoặc kép. Đó là thông số thứ hai. Thông số thứ ba, nếu mà 2 không phải nhỏ hơn 3 thì ghi là bất thường. Và trong tình huống này máy sẽ trả về là chữ bình thường hay là bất thường? 2 nhỏ hơn 3 thì đúng rồi. Đó. Cho nên trong tình huống này nó phải trả về cái tham số thứ hai là bình thường. Bây giờ thầy thử ngược lại. Thầy để là B1 lớn hơn C1, tức là 2 lớn hơn 3, thì cái này là sai. Điều thứ này là sai. Sai thì nó phải trả về tham số thứ ba là bất thường. Đó là hàm if. Tiếp theo là hàm left. Ví dụ thầy có chuỗi này, bộ môn tin học, thống kê, y học. Bây giờ thầy muốn trích từ bên trái qua là hai ký tự hoặc là bao nhiêu ký tự đó. Tương tự như vậy, từ bên phải phải qua và từ một vị trí bất kỳ. Đầu tiên là bên trái qua này, hàm let. Thì chỉ cho máy biết cái chuỗi chúng ta cần trích ở đây là nguyên cả cái ô này D2. Địa chỉ ô D2 tương ứng với chữ bộ môn tin học, thống kê học. Tham số thứ hai là tính từ trái qua phải lấy ra bao nhiêu ký tự. Ví dụ thầy lấy ra 2 ký tự thì chúng ta sẽ được chữ BM. Bây giờ thầy lấy ra 4 ký tự. 1, 2, 3, đấy, 4 ký tự. Này kem giữa là hàm let. Bây giờ thầy không lấy từ bên trái qua nữa, mà thầy lấy từ bên phải qua. Các em có hàm gì? Ngoài. Thầy lấy từ bên phải qua 3 ký tự. Thì chúng ta sẽ được là chữ Y, K, Y, H. Em giữ hàm ray. Bây giờ thầy không lấy bên trái, bên phải, mà thầy lấy từ một vị trí bất kỳ. Hàm mid. D2 này. Thì hàm mid có 3 thông số, nhất là chuỗi chúng ta vừa mới chỉ ra. Từ trái qua phải, vị trí bắt đầu lấy. Và từ cái vị trí đó, lấy qua bao nhiêu ký tự. Thì ví dụ thầy muốn chữ TH, thì chữ T ở vị trí thứ 1, 2, 3, 4. Và lấy ra 2 ký tự, thì chúng ta sẽ được chữ TH. Các em nhớ hàm mid. Vậy, các
Em nhớ cho thầy về lý thuyết bốn hàm nhé bạn. Tạm thời chúng ta nhớ bốn hàm. Áp dụng lý thuyết vừa học cho bài tập của chúng ta. Em dùng hàm if. Mỗi lần có hàm vào, em nhấn vào dấu mở ngoặc. Nên hiển thị lên cho chúng ta cấu trúc của hàm. Rồi, logical test là liên quan tới ô trong cột mã số bệnh nhân. Thì nếu các em để ô B4 như vậy thì máy sẽ không biết nó là chữ ký tự BH hay KH. Cho nên chúng ta sẽ dùng thêm hàm left trích ra hai ký tự. Nếu các em tinh nghĩ BH, KH khác nhau chữ B, chữ K, chúng ta chỉ cần một ký tự cũng được. Trong tình huống này thầy làm một cách bình thường. Chúng ta để chữ BH đi cho dễ hiểu. BH trong ngoặc kép vì nó là chuỗi. Thì bây giờ thầy đã xong cái biểu thức logical test là chỉ cho máy biết các ô trong cột mã số bệnh nhân là BH hay là KH. Và chỉ có hai trường hợp, cho nên trong tình huống mà gặp BH thầy ghi là không bảo hiểm. À, có bảo hiểm. Thầy viết tắt chuỗi cho nên để trong ngoặc kép. Và trong trường hợp ngược lại, em xem gặp BH cho nên ghi là có bảo hiểm. Ta copy lại, copy xuống dòng thứ hai cũng gặp BH cho nên nó sẽ ghi là có bảo hiểm, tức là nó sẽ tham chiếu theo dòng như vậy. Em thứ ba copy, gặp không gặp BH, chỉ có hai trạng thái BH hoặc là KH. Nếu không gặp BH thì ghi là không bảo hiểm. Và như vậy chúng ta copy cho các trường hợp còn lại. KH không bảo hiểm. Yêu cầu tiếp theo là điền cột số ngày nằm viện. Thì các em biết hai chuỗi ngày chúng ta trừ cho nhau. Ngày 10 vào là ngày 5, xuất viện là ngày 13, vậy số ngày nằm viện là 8. Vào ngày 7 và ra cũng ngày 7. Nhưng mà theo quy ước nếu nhập viện và ra viện cùng một ngày thì tính 1. Các trường hợp còn lại thì trừ ra. Cho nên là trong tình huống này các em lòng vào hàm if. If nếu vào viện và ra viện cùng một ngày, tức là nó bằng nhau đấy, thì đây là biểu thức logical test, thì tính là một ngày. Còn nếu mà không thỏa cái này, tức là vào ra các ngày ấy, thì lúc này chúng ta trừ ra, lấy ngày ra viện trừ cho ngày nhập viện. Rõ ràng cái chữ này ra vào khác nhau nên trừ ra là 8 ngày. Trường hợp này vào ra cùng một ngày, thỏa luôn một test. Ta copy lại. Tiếp theo, kem điền cột đơn giá ngày theo hai cách. Thứ nhất là cách dùng hàm if. Thứ hai là vlookup. Trước hết kem dùng hàm if trước. Dựa vào số ngày nằm viện và bằng đơn giá
Và nếu như bệnh nhân có bảo hiểm thì được giảm đi 50% đơn giá. Cái mình dùng như thế này. Nếu cái số ngày nằm viện từ 1 đến 4, tức là nhỏ hơn 5 ấy, thì là 150.000. Còn số ngày nằm viện từ 5 cho tới nhỏ hơn 10 thì là 120. Và trường hợp còn lại thì là 100. Nếu chúng ta phân tích được rõ như vậy thì trong tình huống này em dễ dàng nhận ra chúng ta dùng hai hàm if. Bằng hàm if thứ nhất, nếu số ngày nằm viện nhỏ hơn 5 thì là 150. If số ngày nằm viện nhỏ hơn 10, 120, trường hợp còn lại thì nó là 100.000. Ở đây có hai hàm if, chúng ta đóng ngoặc hai lần. Thì rõ ràng cái trường hợp này, trường hợp bệnh nhân thứ nhất nằm viện 8 ngày, hóa tiêu chí là từ 5 cho tới 9 thì là 120. Tuy nhiên ở đây chúng ta chưa xét là có việc có bảo hiểm hay không có bảo hiểm. Thì chúng ta lập luận thêm, nếu mà có bảo hiểm á thì nhân giảm đi 50%, tức là cái đơn giá nó sẽ là nhân với 0,5. Còn trong trường hợp nếu mà không có bảo hiểm thì cái đơn giá nó là giữ nguyên, nên chúng ta nhân vào thêm một hàm if. Bằng có bảo hiểm em ghi y chang chữ này. Và trong trường hợp một số bạn mà không ghi được như vậy á thì chúng ta làm thế này, sờ sai á em click vào ô này, em nhấn F4. Cái chỗ này tức là nó đại diện cho cái chữ có bảo hiểm. Nếu trường hợp có bảo hiểm á thì cái đơn giá này á nó sẽ được nhân với 0.5. Còn trong trường hợp ngược lại thì nó nhân với 1, tức là không thay đổi. Và kem thấy trường hợp này 8 ngày đơn giá là 120 và có thêm bảo hiểm cho nên giảm đi 50%. Vậy còn lại 60.000. Trường hợp thứ hai, 1 ngày 150 giảm đi còn lại là 75. Trường hợp thứ ba, 19 ngày thì là 100, tuy nhiên không có bảo hiểm cho nên không giảm. Mày chúng ta đã dùng hàm hợp lý. Chúng ta copy lại. Cách thứ hai là chúng ta dùng hàm float cấp. Ở đây cái bảng đơn giá ngày phải bố trí lại. 1 đến 4 ngày thì thầy bố trí lại là thành số 1. 5 đến 9 thầy bố trí thay bằng số 5, lớn hơn hoặc bằng 10 thì nó là số 10. Lý do là tại sao thầy bố trí như vậy thì lát nữa em sẽ xem cái cách hàm VLOOKUP cấp cho tìm để em hình dung được tại sao chúng ta cần bố trí. Thì cái hàm VLOOKUP cấp, cách làm việc của nó là như thế này. Từ cái giá trị là số ngày nằm viện, nó đem đi dò, đem đi
tham chiếu, đối chiếu trong cái bảng như vậy. Và sau khi đối chiếu bằng cách này, cụ thể là hai cách, cách đối chiếu một cách chính xác, đối chiếu một cách xấp xỉ, rồi nó sẽ trả về cái giá trị tương ứng. Xem nhớ lại cấu trúc của một lookup như thế này. Đầu tiên là giá trị dò, là số ngày nằm viện. Thứ hai, cái bảng dò là cái bảng đơn giản ngày, còn có cột thứ nhất là số ngày, cột thứ hai là đơn giản. Và cái thành phần thứ ba là cột dò, thì người ta xét trong cái bảng này, từ trái qua phải thì cột dò là cột chúng ta lấy giá trị điền vào đây, thì nó là cột thứ, trong tình huống này là cột thứ hai. Và cách dò có hai kiểu, hai cách, đó là true. Cách dò true á, đấy là cách dò một cách chính xác hoặc là xấp xỉ. Thì đối với cách dò true này á, thì các em phải sắp xếp các bảng, cái bảng này, cái giá trị này, sắp xếp từ nhỏ đến lớn. Thì lúc này nếu các em chọn cách dò là true, nghĩa rằng là gặp số 1 thì nó điền là 150, cho tới nhỏ hơn 5 thì nó cũng điền là 150, tức là lớn hơn hoặc bằng 1 và nhỏ hơn cái giá trị tiếp theo là 5 á, thì nó sẽ điền ở cái dòng tương ứng với số 1. Tương tự như vậy, lớn hơn hoặc bằng 5, nhỏ hơn 10, nó sẽ điền là 120. Và lớn hơn hoặc bằng 10 thì nó sẽ điền là 100. Đó là cách dò theo cách true. Nếu cách dò thứ hai là false, tức là cách dò chính xác, hễ gặp đúng số 1 thì nó điền là 150, gặp đúng số 5 thì nó điền là 120, và đúng số 10 thì nó điền là 100. Trong cách dò false á, thì các em không cần sắp xếp cái bảng, ngược với cái cách dò theo kiểu true thì các em phải sắp xếp các giá trị cái bảng trong bảng. Các em coi ví dụ. Hồi nãy chúng ta làm cách thứ nhất, để đây C1 rồi tạo thêm một cái cột nữa để làm cách thứ hai để so sánh hai cách làm với nhau, chèn thêm cột. Đây là cách hai, và cái bảng cho chúng ta cũng bố trí lại 1-4 thay bằng số 1, 5-9 thay bằng số 5, và lớn hơn 10 thay bằng số 10. Lookup. Khi chọn được hàm rồi á, em nhấn nút tab. Giá trị dò là cái số ngày nằm viện. Rồi tiếp theo là bảng dò. Mình quét nguyên cả cái bảng này, bỏ đi cột tiêu đề. Rồi kem nhấn F4. Lý do nhấn F4 là khi chúng ta copy xuống thì nó cũng sẽ dò trong cái bảng này. Còn nếu không nhấn F4 thì khi copy xuống dòng tiếp theo thì cái bảng này nó cũng được copy xuống. Nó sẽ thêm một dòng và bỏ đi cái dòng trên này. Cho nên chúng ta nhấn F4 để cố định cái bảng dò đó. Và trong cái bảng dò này, tính từ trái qua phải, chúng ta sẽ điền đơn giá. Mà đơn giá ở cột thứ 2, cho nên em ghi vào là số 2. Rồi, có hai cách dò true hoặc là false.
Giống như hồi nãy chúng ta phân tích, trong tình huống này chúng ta chọn theo cách true là do xấp xỉ, kem nhiễm tab chúng chọn true. Rồi kết quả là 120. Nhưng mà cái 120 này á, chúng ta chưa xét tới việc là có hay không có bảo hiểm, thì chúng ta nhân vào giống như cách 1, nhân vào thằng hàm if. Nếu bằng này, thì nhân với 0.5, còn ngược lại nhân với 1, rồi kết quả 60, 75, 100, đúng rồi. Rồi tiếp theo là cái số tiền á, chúng ta sử dụng dấu ngăn cách phần ngàn để cho dễ đọc. Thì kem copy đó, nguyên cả cái cột này, à xin lỗi, chọn nguyên cả cột này, kem lít chuột phải, format cell, chiều số này, sử dụng dấu ngăn cách phần ngàn này, bao nhiêu chiều số thập phân không này, rồi đang ngăn cách ra như vậy rồi. Bây giờ các em có thể gắn vào chữ Việt Nam đồng, cũng làm tương tự như vậy, tức là chúng ta có copy, à, chọn lít chuột phải, cũng chọn là format cell, khất thâm. Các em coi nó hiển thị lên cho các em cái mẫu sample thế này. Chúng ta gắn vào chữ đồng hoặc là Việt Nam đồng VND. Và lưu ý các em là VND này là kiểu chuối, mà hễ cứ gặp trong Excel gặp kiểu chuối một trong ngoặc kép, các em thấy nó xuất hiện VND trên cái sample này, mẫu này. Và tương tự như vậy, chúng ta cũng định dạng cho cái cột đơn giản ngày cũ này. Đây, cuối cùng các em hoàn thành cái cột viện phí, nó sẽ bằng là số ngày nhân với đơn giản. Các em đặt con trỏ chuột ở góc trái bên dưới, nó thành dấu một cộng này, các em đi chuột trái hai lần thì nó sẽ copy nhanh cho các em. Và cái tiếp theo là copy định dạng cái cột viện phí, chúng ta cũng mong định dạng giống như cột đơn giá ngày này, thì các em click vào một ô đã định dạng, các em vào format center, click. Lúc này nó xuất hiện cho các em cái chuỗi này, các em quét nguyên cả cái cột viện phí cần định dạng. Thì tất cả những cái định dạng ở cái ô này nó sẽ được chuyển qua các ô mà chúng ta chọn. Để hiểu rõ hơn về hàm VLOOKUP, chúng ta làm tiếp bài tập 2A. Yêu cầu của bài này á là kem tính điểm. Điểm thống kê đó. Dựa vào số câu đúng, mà đề thi thống kê của chúng ta là còn có 50 câu, thì 39 câu đúng trên tổng số 50 câu, thì cái bàn có mã số sinh viên như vậy sẽ là bao nhiêu điểm. Ở đây không phải là một bàn mà chúng ta tính cho 1026 bàn.
Thì cái căn cứ để từ số câu đúng suy ra điểm là các em xem cái quy định. Nếu lấy số câu đúng chia cho tổng số câu của đề thi thì ra được con số phần trăm. Và con số dao động từ con số cho phần trăm đó dao động từ 0 cho tới nhỏ hơn 6 là 0 điểm. Từ 6 cho tới nhỏ hơn 12 là nửa điểm, vân vân. Tức là quan sát cái bảng này thì các em liên tưởng tới việc là chúng ta dùng hàm lookup vậy. Và các em nhớ sau này có thể móc 60% thì các em mới được là 5 điểm. Mà đề thi mà có 50 câu, đề thi tổng kê 50 câu, 60% là các em phải làm từ 30 câu đúng trở lên thì chúng ta mới đọc. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cách tính. Các em vào hàm lookup, nhấn nút tab, giá trị dò, lấy số câu đúng chia cho 50 thì ra con số tỷ lệ. Rồi bảng dò, và các em lưu ý Excel nó có thể liên kết các sheet với nhau, cho nên chúng ta không cần phải chuyển cái bảng dò về cùng một sheet mà chúng ta quét luôn cái bảng dò ở sheet QD. Các em nhấn F4. Và lưu ý này, khi mà liên kết cái từ cái sheet này qua sheet khác thì nó sẽ dùng cái lệnh nhá là tên sheet với dấu chấm than. Và trong cái bảng dò này chúng ta sẽ điền ở cái cột là điểm, tức là tính từ trái qua phải thì nó là cột thứ 3. Em điền vào cột dò là thứ 3. Và cách dò thì chúng ta dò là cách dò là true xấp xỉ. Em coi kết quả 39 câu là được 7,5 điểm, 34 câu là 6 điểm. Đó. Và chúng ta copy nhanh xuống, đặt dấu cộng, nhấn chuột trái 2 lần. Tương tự như vậy, kem chuyển qua sheet TH, chúng ta cũng đi tính điểm trong trường hợp môn thi là tin học, cũng là 50 câu. Bảng dò thứ 3, cách dò là xấp xỉ 44 câu, điểm tin học sẽ là 9. Ở đây thầy yêu cầu thêm các bạn sinh viên vừa thi thống kê vừa thi tin học. Như vậy dữ liệu nó nằm ở hai sheet khác nhau. Vậy làm sao chúng ta ghép nối hai cái bảng này lại, hai cái sheet này lại, để mỗi bảng như vậy chúng ta dễ dàng thấy được đâu là điểm thống kê, đâu là điểm tin học. Tức là chúng ta tạo thêm một cột điểm tin học. Thì dĩ nhiên là các em không thể copy được, tại vì có những bạn thi thống kê và không thi tin học, ngược lại cũng có bạn thi tin học mà không thi thống kê. Đó, chúng ta được chuyển điểm chẳng hạn. Và nếu trường hợp mà các em copy á thì lúc này điểm của bạn này có sẽ gắn vào điểm của bạn khác. Vậy trong tình huống này chúng ta xử lý như thế nào? Thầy cũng dùng hàm phân lớp cấp và giá trị dò
Ở đây là mã số sinh viên. Tức là hai cái bảng điểm của thống kê và điểm của tin học được ghép nối với nhau thông qua cái giá trị chung của hai bảng. Đây là mã số sinh viên. Và cái giá trị giờ là mã số sinh viên rồi á, thì cái bảng giờ ở đây chúng ta muốn đem cái bảng điểm của thống tin học qua cái bảng điểm của thống kê, cho nên bảng điểm ở đây trong tình huống này chính là bảng điểm của tin học ở sheet TH. Các em quét tròn dòng, quét nguyên quả cái bảng này, bảng điểm TH. Tuy nhiên á, nó có rất nhiều dòng, thì các em chỉ cần chọn dòng đầu tiên, nhấn Ctrl Shift và phím mũi tên đi xuống thì nó sẽ chọn hết cho chúng ta nguyên cả cái bảng điểm tin học. Lúc này các em chỉ cần nhấn F4 để cố định cái bảng đó. Và trong cái bảng này á, chúng ta sẽ từ tính từ trái qua phải, tức là từ cột mã số sinh viên cho tới cột điểm á, thì cột điểm là cột thứ ba em điền vào. Và trong tình huống này cách dò của chúng ta là cách dò chính xác font, chính xác theo mã số sinh viên. Em coi kết quả. Bạn có mã số sinh viên ở dòng thứ nhất, điểm thống kê là 7.5 và điểm tin học là 9. Copy xuống. Lúc này chúng ta sẽ thấy có những bạn không có điểm tin học, tức là chỉ có điểm thống kê thôi, thì nó để báo lỗi như thế này. Ví dụ như những bạn thế này á, vắng thi chẳng hạn, hoặc là được chuyển điểm tin học, thì các em tìm cách thay đổi những cái thông báo lỗi này bằng những cái ghi chú là vắng thi chẳng hạn. Thì lúc này các em dùng cho thầy cái hàm là if error, thì các em hiểu nôm na thế này, bằng if có hai giá trị, nếu không lỗi á thì nó giữ nguyên, còn nếu nó lỗi á thì trả về cái thông báo lỗi, tức là giá trị trong trường hợp lỗi á, trường hợp này nó sẽ trả về chữ nào thì chúng ta quy định, ví dụ VT vắng thi chẳng hạn. Rồi, là những trường hợp thông báo lỗi như vậy thì địa chữ là VT. Thì thực ra các em có thể lòng vào đây cho nó nhanh, if error cuối cùng chữ này là VT. Lỗi gì đây? If error, thầy kêu chữ error này. Như vậy những cái trường hợp lỗi nó sẽ đây bỏ đi. Thì cái cột này thầy chỉ tạo ra để các em hình dung được cái hàm if error. Còn khi đã quen rồi á thì các em cứ lồng ghép các hàm nào vào. Rồi khi có kết quả rồi á thì lúc này chúng ta lại đặt các câu hỏi là có bao nhiêu bản đầu, bao nhiêu bản rớt, điểm trung bình là bao nhiêu, hay là điểm giỏi, tỷ lệ đạt điểm giỏi là bao nhiêu ở từng môn, và tỷ lệ đạt điểm giỏi ở cả hai môn là bao nhiêu. Lúc này các em vừa có bộ dữ liệu như vậy, các em dễ dàng trả lời được những câu hỏi thầy vừa nêu.
và những câu hỏi khác do các em đặt ra. Như vậy, cái phần hướng dẫn sửa bài tập 2 và bài tập 2A của thầy tới đây là hết. Thì mong rằng thông qua cái buổi học á, các em sẽ nhớ lại các cái hàm về chuỗi và hàm logical, hàm logic á. Những cái hàm này thực ra chúng ta học ở phổ thông rồi, ngay cả hàm lúc cấp cũng vậy. Và cái mong muốn á, lớn nhất là các em nhớ lại cách vận dụng hàm lớp cấp một cách linh hoạt vào những cái tình huống mà chúng ta thường hay gặp. Và khi có dữ liệu rồi, ví dụ như bộ dữ liệu về điểm số chẳng hạn, thì chúng ta luôn nảy sinh trong đầu những cái câu hỏi về mối liên hệ, đó, về các con số. Cảm ơn các em đã theo dõi. Chúc các em nhiều sức khỏe.